Tử vi thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022 của 12 con giáp nhằm ngày 24 tháng 10, tức là ngày Ất Hợi, tháng Tân Hợi, năm Nhâm Dần, là ngày Kim Đường Hoàng Đạo tuổi bị xung khắc với ngày Quý Tỵ, Tân Tỵ, Tân Tỵ. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 thứ 6 tuổi Tý, tử vi tuổi Bính Tý, Thủy. 27 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu gia đạo có hỷ sự, tin vui hoặc có tin tức tốt của bè bạn ở nơi xa hoặc về công danh, tiền bạc. Hao tài cho tu bổ, mua sắm, tiệc tùng. Ngày có sự bận rộn về sự giải đáp, thư tín hoặc có lời khuyên giải giúp đỡ người khác. Tử vi tuổi Giáp Tý, Kim. 39 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức có tin tức về tình cảm, sức khỏe, công danh, tài lộc của người ở nơi xa khiến mình có sự hao tốn tài lộc về giấy tờ, pháp luật. Hoặc do người cộng sự, cấp trên gặp rủi ro, gặp chuyện buồn ảnh hưởng đến danh phận, tiền bạc của mình. Tài lộc vào ra thất thường. Tử vi hôm nay tuổi Nhâm Tý, Mộc, 51 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Có nhiều sự việc xảy ra bất ngờ ngoài dự tính. Không nên ngại sự chậm chạp vẫn có kết quả tốt. Ngày có sự gặp gỡ, hội họp, tiệc tùng, cuộc vui. Có người ở xa trở về hoặc có tin của họ. Tử vi tuổi Canh Tý, Thổ, 63 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước, hội họp, tiệc tùng, đình đám. Có tin vui ở nơi xa hoặc có sự gặp gỡ bè bạn, thân nhân, thuận lợi cho việc khởi công, hợp tác, đầu tư, kết thúc công trình. Tài lộc tốt. Xem tử vi tuổi Mậu Tý, Hỏa, 75 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức mọi sự chờ đợi đã qua nay đã đến lúc thay đổi hoặc bắt tay vào công việc. Ngày có nhiều chuyện tình cảm tốt. Có tin vui, hỷ sự. Tài lộc tốt. Thuận lợi cho việc hợp tác, hùng hạp, đi xa. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Sửu, tử vi hôm nay tuổi Đinh Sửu, Thủy, 26 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, ngày có nhiều âu lo, buồn phiền vì có nhiều chuyện xảy ra gây rắc rối, trở ngại cho công việc cũng như sức khỏe, tình cảm. Không nên tin vào người khác, hãy tự mình giải quyết lấy công việc của mình. Có sự bạc bẽo, hời hợt trong tình cảm. Đi xa, di chuyển không có lợi hoặc phải nhọc công mới có kết quả. Tử vi tuổi Ất Sửu, Kim, 38 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, mọi việc không nên vội vàng quyết định, dù có tiến hành thì cũng gặp sự cản trở, nhưng cũng không nên bỏ dở và chờ tin tức khác. Có tin buồn, có tài lộc hoặc có lộc ăn, quà tặng. Ngày thuận lợi cho sự tu bổ, chỉnh đốn lại công việc. Tử vi tuổi Quý Sửu, Mộc, 50 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Ngày không nên toan tính hoặc bày vẽ thêm mọi việc sẽ không có kết quả mà còn gặp sự khó khăn, hao tốn. Ngày gặp chuyện không đâu, không có lợi, chỉ nhận được những tin buồn. Dù có người đến đem lại lợi lộc cho mình cũng phải có sự hao tốn, chia sẻ. Sức khỏe không tốt. Có tin xa. Tử vi tuổi Tân Sửu, Thổ, 62 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Ngày có nhiều sự hao tốn hay phải lo lắng cho công việc. Có tin buồn. Có người đến đem lại sự bất lợi cho mình. Có tin không tốt của thân nhân, bè bạn trong một chuyến đi hoặc công việc. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Kỷ Sửu, Hỏa, 74 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Ngày không tốt cho sự tiến hành công việc, khởi công. Có nhiều tin xấu về sức khỏe, công danh cũng như bổn mạng, tiền bạc. Nên ngồi yên, tránh mọi sự giao thiệp, đính ước, hò hẹn, đầu tư.
Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Dần. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Dần, Thổ, 25 nam kế đô nữ Thái Dương. Ngày có nhiều chuyện lo âu về sức khỏe, bổn mạng, công danh của mình, người thân. Có người giúp đỡ mình trong việc hoàn trả hoặc chi phí cần thiết. Mọi việc nên kết thúc, không nên tiến thêm sẽ có hại. Tử vi tuổi Bính Dần, Hỏa, 37 năm La Hầu nữ kế đô. Có tin buồn về công danh, tài lộc, cũng như bổn mạng của người thân, bè bạn. Tuy nhiên cũng có tin vui về sự thay đổi việc làm, hoàn cảnh sống của người thân khác. Ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Có cuộc vui nhỏ. Sự đi lại, di chuyển, có sự lộng vòng hoặc chậm trễ đôi chút. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Giáp Dần, Thủy, 49 nam Thái Bạch nữ Thái Âm. Nên từ tốn, chậm rãi, không nên quyết định mau chóng sẽ gặp điều bất lợi. Đừng ngại sự khó khăn, nên đi xa, tiến hành việc thay đổi phương hướng làm ăn cũng như về mặt tình cảm. Có tin tức tốt về công danh, nơi ăn chốn ở của bè bạn, người thân. Tài lộc trung bình. Hợp các nghề nhiếp ảnh, điện thoại, công nghệ thông tin, vi tính, thời trang, kiến trúc. Địa ốc, bảo hiểm, thị trường chứng khoán. Tử vi tuổi Nhâm Dần, Kim, 61 nam kế đô nữ Thái Dương. Công việc dễ bị bỏ dở, bỏ ngang do có sự kiện khác xảy ra, hoặc có cuộc gặp gỡ ngắn hạn vừa về công việc vừa về vui chơi, tình cảm. Có tài lộc nhưng dễ hao tốn. Không nên bàn chuyện người hoặc nhúng tay vào công việc của người khác. Tử vi tuổi Canh Dần, Mộc, 73 nam La Hầu nữ kế đô. Không nên vướng vào chuyện tình cảm, đã đến lúc phải có sự kết thúc, thay đổi. Hoặc không nên vì tình cảm mà làm hại đến công việc, dự tính của mình. Cuộc vui nào cũng có cuộc tàn. Có tin xa. Công việc không nên tính toán quá nhiều sẽ không có lợi. Có quý nhân giúp đỡ nhưng chỉ là lời hứa. Có sự hoàn trả nợ nần, chi phí. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Mão. Tử vi tuổi Kỷ Mão, Thổ, 24 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Ngày có nhiều tin tức xấu, không thuận lợi cho mọi việc. Không nên mưu cầu những việc lớn lao sẽ có hại. Có sự bôn ba, vất vả, xoay trở khó khăn, nên cầu viện ý kiến của quý nhân hay cấp trên. Có lộc nhỏ. Xem bói tử vi tuổi Đinh Mão, Hỏa, 36 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Nên cẩn trọng trong mọi việc, ngày có nhiều việc hư hại hoặc nhiều chuyện xảy ra không tốt ngoài dự tính. Nếu là ngày chủ về tình cảm, đình đám, tiệc tùng cũng chậm trễ, không được như ý. Có tin tức về tiền bạc, nhưng còn chậm chạp chưa đến, dễ hao tài. Tử vi tuổi Ất Mão, Thủy, 48 nam Thủy Diệu nữ Mộc Đức. Có tin hoặc công việc đến không nên vội vàng tiến hành, giải quyết, vì sẽ không đúng với mục đích. Nên chịu khó nghe sự góp ý kiến của người khác. Đây là công việc chung. Tài lộc trung bình. Có tin tức tốt xấu lẫn lộn về tình cảm, sức khỏe của mình và người thân, bè bạn. Có người đi xa. Có khách đến. Tử vi hôm nay tuổi Quý Mão, Kim, 60 nam Vân Hớn nữ La Hầu. Ngày có tiệc tùng, đình đám, hội họp. Gặp gỡ bè bạn, thân nhân. Không nên bày vẽ, kéo dài mọi việc sẽ có chuyện không hay gặp bất lợi cho mình. Dễ gặp rủi ro, tranh cãi, xung đột. Việc đến không được như ý, trọn vẹn. Có lời trách oán. Tử vi tuổi Tân Mão, Mộc, 72 nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu. Làm gì cũng không nên nóng nảy, hấp tấp, có sự trở ngại chút ít.
không nên quyết định theo tình cảm hoặc e ngại sự phật lòng đưa đến hao tốn, bất lợi cho mình. Mọi việc không nên kéo dài. Có lộc nhỏ hoặc lộc ăn, tiệc tùng, đình đám. Xem tử vi ngày mới thứ 6 ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Thìn, tử vi tuổi Canh Thìn, Kim, 23 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, 83 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Có tin tức ở xa. Có người đến nhờ mình giúp đỡ hoặc giúp về ý kiến. Có tin tức tốt về tiền bạc, tài lộc, nhưng dễ hao vì giao thiệp, chia sẻ. Có cuộc vui ngắn. Có tin buồn. Tử vi tuổi Mậu Thìn, Mộc, 35 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Ngày có tin tức ở xa tốt xấu lẫn lộn. Mọi việc nên chờ đợi, không nên vội và tiến hành, cũng không nên nghe ý kiến của những người khác. Có người ra đi, gặp lại người xưa. Tài lộc trung bình. Ngày có sự định kỳ, đáo hạn, đến hẹn. Tử vi tuổi Bính Thìn, Thổ, 47 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn. Đã đến lúc cần phải có sự quay lại nơi chốn cũ để giải quyết các công việc cần thiết. Có tin buồn về tình cảm, hoặc có sự chậm trễ về sự giao hẹn, hẹn ước. Có tin tức tốt ở xa. Có tài lộc. Tử vi tuổi Giáp Thìn, Hỏa, 59 nam Thái Dương nữ Thổ Tú. Mọi việc mong cầu sẽ đến nhanh và nên tiến hành theo đúng như dự tính. Có thể đứng đại diện cho nhóm bạn, đồng sự khi hợp tác, ký kết, thảo luận. Người trẻ tuổi sẽ là người đắc lực của mình trong vai trò ứng phó, phụ tá. Quan hệ về tình cảm rất tốt, thuận lợi cho việc đính ước, nhưng cũng nên đề phòng có sự trở ngại vì có đệ tam nhân xuất hiện hoặc có điều kiện ngoài khả năng của mình, nên nhẫn nhịn, chớ tranh cãi. Có hỷ sự. Tài lộc chưa đến, hoặc có mà phải phân chia, hoặc chỉ có lộc ăn, quà tặng, lộc của sự hẹn ước vừa ý. Tử vi tuổi Nhâm Thìn, Thủy, 71 nam Thái Âm nữ Thái Bạch. Có tin xa, mọi việc nên mạnh dạn và tiến hành mới có thể vượt qua được khó khăn hiện tại. Nếu không như vậy thì công việc sẽ không có kết quả, bị đứng chừng, bế tắc. Kết quả còn xa. Tử vi ngày 18/11/2022 tuổi Tỵ, tử vi tuổi Tân Tỵ, Kim, 22 nam Thái Bạch nữ Thái Âm, 82 nam La Hầu nữ Kế Đô. Ngày xung của bổn mạng. Có cuộc đi ngắn nhưng niềm vui không trọn vẹn. Việc vui chơi không nên quá lời. Tiền bạc tuy có nhưng dễ hao hoặc phải có sự chia chác. Có tin buồn. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Tỵ, Mộc, 34 nam Kế Đô nữ Thái Dương. Ngày xung của bổn mạng. Không nên tranh cãi hoặc nhúng tay vào những việc của người khác dễ bị làm ơn mắc oán. Sự mong cầu về công việc, tin tức đều chậm, có trở ngại. Có tài lộc nhưng dễ hao, nên kết thúc công việc. Tử vi tuổi Đinh Tỵ, Thổ, 46 năm La Hầu nữ Kế Đô. Ngày xung của bổn mạng. Không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện và cũng đừng nên nhúng tay vào chuyện của người khác nếu có đến hỏi ý kiến của mình. Không nên ký kết, hứa hẹn, hấp tấp trong quyết định hoàn toàn không tốt. Có sự tu bổ, sửa chữa. Mua sắm đồ đạc, vật dụng. Tử vi tuổi Ất Tỵ, Hỏa, 58 nam Thái Bạch nữ Thái Âm. Ngày xung của bổn mạng. Việc như thế nào thì cứ để yên, không nên toan tính vội vàng chỉ làm cho vấn đề thêm rắc rối. Công việc dễ bị bỏ dở hoặc ngưng ngang do các sự kiện khách quan bên ngoài đưa đến, hoặc có sự hư hại, hoặc có tin không tốt, không thuận lợi khiến cho mình không để tâm vào công việc trọn vẹn. Sự đi hay ở đều khó quyết định. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Quý Tỵ, Thủy, 70 năm Kế Đô nữ Thái Dương. Ngày xung của bổn mạng. Có tin xa.
nên cẩn trọng trong vấn đề đi lại có sự sai hẹn, dời hẹn hoặc gặp rủi ro. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, xe cộ. Có tin buồn. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Ngọ, tử vi tuổi Nhâm Ngọ, Mộc, 21 nam thủy diệu nữ Mộc Đức, 81 nam Mộc Đức nữ thủy diệu có sự hò hẹn, gặp gỡ giữa mình và thân nhân, bè bạn. Có tiệc tùng, đình đám, vui chơi hoặc có tin tức tốt về công danh, tình cảm. Ngày có nhiều chuyện xảy ra cần phải có sự dàn xếp khéo léo để giải quyết tất cả. Nên cẩn trọng khi đi lại, di chuyển, có trở ngại nhỏ. Tử vi tuổi Canh Ngọ, Thổ, 33 nam Vân Hớn nữ La Hầu ngày có tin vui, hỷ sự, tiệc tùng, gặp gỡ. Có người đi xa, hoặc có tin tức ở xa. Nên cẩn trọng trong vấn đề di chuyển, đi lại có rủi ro. Có sự thuận lợi về tiền bạc, công việc làm ăn. Tử vi tuổi Mậu Ngọ, Hỏa, 45 nam Mộc Đức nữ thủy diệu ngày có sự hội họp, gặp gỡ, tiệc tùng. Có tin tốt thuận lợi về tình cảm, tài lộc. Có tin tức ở xa, hoặc người xưa quay trở về. Nếu có người đến bàn chuyện hùng hạp, hợp tác thì nên nhận lời. Có quà tặng, lộc ăn. Tử vi tuổi Bính Ngọ, Thủy, 57 nam thủy diệu nữ Mộc Đức mọi việc không thể chờ đợi, cần phải tiến hành, hoặc phải tìm phương hướng khác để giải quyết. Có tin tức ở xa hoặc có thân nhân, bè bạn đến, có tiệc tùng, đình đám, cuộc vui nhỏ. Có người đem tin buồn đến và cần nhờ vả, giúp đỡ. Tử vi hôm nay tuổi Giáp Ngọ, Kim, 69 nam Vân Hớn nữ La Hầu nên thay đổi hoàn cảnh hiện tại, hoặc tìm phương kế khác có lợi hơn là làm theo lối cũ. Có tin hoặc có quý nhân, bạn bè đến đem lại chuyện vui, tin lành. Tài lộc vào nhanh ra nhanh. Có sự tu bổ, dọn dẹp, sắp xếp lại công việc, đồ đạc vật dụng. Ngày có hội hè, vui chơi, hò hẹn. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 của 12 con giáp tuổi Mùi, tử vi hôm nay tuổi Quý Mùi, Mộc, 20 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn, 80 nam Thái Âm nữ Thái Bạch ngày có nhiều sự việc xảy ra rất bận rộn khiến mình phải lo toan. Giải quyết. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng hoặc có cuộc gặp gỡ thân nhân, bè bạn. Có tin buồn. Sức khỏe không tốt. Tài lộc dễ hao. Tử vi tuổi Tân Mùi, Thổ, 32 nam Thái Dương nữ Thổ Tú ngày có nhiều sự bận rộn cần phải lo toan giải quyết. Trong nhà hoặc trong công sở có sự tu bổ, sửa chữa, chỉnh đốn đồ đạc, vật dụng. Sức khỏe không tốt. Mọi việc khó thành, không thuận lợi. Không nên bày vẽ thêm mọi chuyện. Tử vi tuổi Kỷ Mùi, Hỏa, 44 nam Thái Âm nữ Thái Bạch mọi việc không nên lơ là dễ gặp rủi ro, hoặc bị trách oán, dèm pha. Có sự tu bổ, sửa chữa, hao tốn về mua sắm. Hoặc có sự hư hại về đồ đạc. Nên thay đổi hoàn cảnh sống, việc làm hiện tại. Có tin buồn. Tài lộc không tốt. Tử vi tuổi Đinh Mùi, Thủy, 56 nam Thổ Tú nữ Vân Hớn sự mong cầu về tin tức hay công việc đều chậm chạp, trắc trở. Có tin tức ở xa mong cầu ý kiến của mình, hoặc có sự trách oán ngấm ngầm. Có tin buồn. Tiền bạc khó khăn. Tử vi tuổi Ất Mùi, Kim, 68 nam Thái Dương nữ Thổ Tú mọi việc không nên hấp tấp tiến hành nhanh chóng, dù sự việc có cấp bách. Càng chậm càng tốt, sẽ có lợi. Nên tiếp tục lắng nghe hoặc chờ đợi tin tức mới sẽ có kết quả tốt. Ngày có nhiều tin tức hoặc có tiệc nhỏ. Nhà có nhiều người đến. Có tin buồn về sức khỏe của người thân ở xa.
hao tài về mua sắm, giao thiệp. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Thân, tử vi tuổi Nhâm Thân, Kim, 31 nam thái bạch nữ thái âm, làm gì cũng không nên hấp tấp, dễ gặp rủi ro, kết quả không được như ý, chuyện tình cảm không nên dây dưa, nhúng tay vào chuyện của người khác đều không tốt, dễ mất uy tín. Có người cần mình giúp đỡ ngoài nhiệm vụ của mình. Tử vi tuổi Canh Thân, Mộc, 43 năm kế đô nữ thái dương, ngày có nhiều công việc hoặc có tin tức đến bận rộn khiến phải lo toan hoặc phải giao tiếp. Công việc dễ có sự bỏ dở hoặc có sự thiếu sót, gặp trở ngại. Có quý nhân giúp đỡ hoặc đến bàn chuyện có lợi cho mình. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Thân, Thổ, 55 năm La Hầu nữ kế đô, sự mong cầu về công việc, tiền bạc. Xem tử vi ngày mới thứ sáu ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Dậu. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, có sự chờ đợi chậm chạp, lâu lắc về kết quả công việc hoặc có sự sai hẹn, dời hẹn cho các việc đã có dự tính từ trước. Tài lộc dễ có sự hao tốn về công việc hoặc vui chơi, tiệc tùng, quà tặng. Tử vi tuổi Quý Dậu, Kim, 30 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, nếu có người đến đề nghị công việc hoặc hợp tác thì nên nhận lời. Có cuộc đi vui chơi ngắn hạn, ngày thuận lợi cho việc kết bạn, đính ước. Nên xem trọng tình cảm của người khác đối với mình. Có quý nhân đến giúp đỡ. Tài lộc còn chậm chạp, dễ hao. Tử vi tuổi Kỷ Dậu, Thổ, 54 năm Mộc Đức nữ Thủy Diệu, không nên hấp tấp trong mọi việc, nhất là khi đi xa, di chuyển dễ bị rủi ro, tai nạn hoặc bị phạt vạ. Có tin buồn, ngày có sự hao tốn về giao tiếp, giúp đỡ, tiệc tùng, định đám. Tuy nhiên vẫn có tài lộc hoặc chuyện vui. Tử vi hôm nay tuổi Đinh Dậu, Hỏa, 66 năm Thủy Diệu nữ Mộc Đức, ngày có sự gặp gỡ, hội họp bè bạn, thân nhân, có chuyện vui. Nhưng cũng có tin buồn về bổn mạng, sức khỏe, công danh của người thân. Hao tốn về tiệc tùng, mua sắm. Cuộc vui không nên kéo dài, sẽ xảy ra nhiều chuyện phiền toái. Tử vi tuổi Ất Dậu, Thủy, 18, nam Mộc Đức nữ Thủy Diệu, 78 nam Vân Hớn nữ La Hầu, không nên nóng nảy hoặc hấp tấp, vội vàng khi có tin không thuận lợi cho mình về công danh cũng như về tiền bạc. Mọi việc đều chưa có sự kết thúc rõ ràng, nên tìm gặp quý nhân thăm hỏi. Có tin buồn ở xa. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Tuất. Tử vi tuổi Giáp Tuất, Hỏa, 29 năm Thổ Tú nữ Vân Hớn, sự mong cầu về tiền bạc thường hay có sự trắc trở, gặp trắc rối, hoặc tình hình thực tế xảy ra không đúng như mình tiên đoán. Đề phòng có người chơi xấu hoặc cạnh tranh về danh lợi hoặc tiền bạc với mình. Trong việc hợp tác không nên bày tỏ hết những ý định của mình, dễ bị phản bác, từ chối. Có tin tức vui buồn lẫn lộn ở xa. Ngày có sự xoay chuyển, thay đổi công việc, đến kỳ hẹn, đáo hạn, hoặc đang tiến hành thì bị bỏ dở do có tin hoặc có người đến phải giao thiệp. Tử vi tuổi Nhâm Tuất, Thủy, 41 nam Thái Dương nữ Thổ Tú, ngày của sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ về công việc cũng như về tình cảm, gặp gỡ. Có cuộc vui ngắn, không nên bỏ dở công việc dễ bị khiển trách. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Canh Tuất, Kim, 53 nam Thái Âm nữ Thái Bạch, hãy để mọi sự việc xảy ra tự nhiên. Đã đến lúc tình thế thay đổi, nên nhận công việc mới nếu có người đến đề nghị hợp tác. Có sự tu bổ, sửa chữa, mua sắm đồ đạc, vật dụng, nhà cửa. Có tài lộc nhưng hao tốn về giao thiệp, di chuyển. Tử vi hôm nay tuổi Mậu Tuất, Mộc,
65 nam thổ tú nữ vân hớn ngày có nhiều công việc, tin tức đến dồn dập, xảy ra nhiều chuyện bận rộn. Ngày có sự đáo hạn, đến hẹn, định kỳ. Nên tiến hành công việc, không nên để mất cơ hội và giữ được uy tín. Có quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi Bính Tuất, thổ, 77 nam thái dương nữ thổ tú nên đón nhận cơ hội sẽ có sự thuận lợi cho công việc mới khi mình muốn thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Sẽ có người tiến dẫn đến thành công. Vấn đề là do ý chí của mình có vượt qua được những khó khăn còn tồn tại hay không. Chuyện tình cảm, giao thiệp nên có tính cách lâu dài, chậm rãi. Xem tử vi ngày 18 tháng 11 năm 2022 tuổi Hợi. Tử vi tuổi Ất Hợi, hỏa, 28 nam La Hầu nữ kế đô ngày tuổi của bổn mạng. Nên giữ mức độ bình thường của các việc làm trong ngày. Sự bày vẽ thêm chỉ đưa đến kết quả không tốt. Có tin buồn. Tài lộc trung bình. Tử vi tuổi Quý Hợi, thủy, 40 nam thái bạch nữ thái âm ngày tuổi của bổn mạng. Dễ có sự hiểu lầm hoặc làm ơn mắt quán. Không nên nhúng tay vào chuyện người. Mọi việc nên để tự nhiên và cũng không nên bày vẽ thêm nhiều chuyện dễ gặp sự phiền lòng. Hao tốn. Tử vi tuổi Tân Hợi, kim, 52 nam kế đô nữ thái dương ngày tuổi của bổn mạng. Hãy để mọi việc xảy ra tự nhiên, không nên toan tính hoặc thay đổi tình trạng hiện tại. Ngày khó có sự kết thúc trong việc mong cầu. Tài lộc trung bình. Tử vi hôm nay tuổi Kỷ Hợi, mộc, 64 nam La Hầu nữ kế đô ngày tuổi của bổn mạng. Có nhiều công việc, tin tức đến rất bận rộn phải lo toan giải quyết. Sức khỏe không tốt. Có tin buồn về công danh, tài lộc, sức khỏe của thân nhân, bè bạn. Ngày khó có sự kết thúc như ý. Tử vi tuổi Đinh Hợi, thổ, 76 nam thái bạch nữ thái âm ngày tuổi của bổn mạng. Dù có gặp tin tức không thuận lợi cũng không nên nóng vội. Hãy dùng tình cảm để giải quyết mọi chuyện hoặc tìm gặp quý nhân thăm hỏi ý kiến. Nếu không có việc gì thì cũng không nên bày vẽ chỉ gặp mọi chuyện không hay chỉ đưa đến hao tốn. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.